Alo, 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 hello, xin chào anh chị các bạn, tôi Phương Tấn Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn học phần luyện đọc của bài số số 6, giao thông, tiếng Hàn sơ trung cấp các anh chị các bạn ha. Thì chúng ta là đầu tiên chúng ta bước vào phần thứ nhất là Arabopsita. Arabopsita là làm quen. Ở đây chúng ta có những cái câu như sau. Dưới đây là các biển báo giao thông, hãy xem tranh và đọc, nếu đúng thì đánh dấu tròn, mà sai thì đánh dấu X các anh chị các bạn. Yuki nên Busman Tanin Su in nên Toro Imita, hay như là đúng các anh chị các bạn ha, stick này ha, đánh dấu tròn. Yuki in nên Nguyên Tan Bồ Tô Sơ Kiden Canon Su Imita, đúng luôn các anh chị các bạn ha, đúng luôn. Tiếp theo y kêu thông khá từ đô bị hành ghi rinh thành su ít là chắc lạc ha, chắc lạc ha. Ai và ham kế nên xà đà mi anh chân su ít nên chả đi mê ta à, người có thể ngồi gì. Đây là cái ghế có thể dành cho những người có đi cùng với em, đi cùng với em bé, đúng không các anh chị các bạn hả? Để đúng ha, cần nó bay nghĩa mà các anh chị các bạn ha. Tiếp theo bài số 2, bạn dự định đến hiệu sách Sơ Chon nè để mua từ điển tiếng Hàn, thì hãy xem sơ đồ hướng dẫn đường đến hiệu sách Sơ Chon. Hãy xem sơ đồ hiệu sách Sơ Chon và đường tàu điện ngầm bên dưới các anh chị các bạn. Sau đó hãy đọc các câu sau, và nếu đánh nếu đúng thì đánh dấu tròn, và sai thì đánh dấu X. Thì các bạn thấy đây đây ở đây mình nó có thể quá nhỏ đâu. Tôi sẽ mở cuốn sách này bên đây, các bạn chị nó cho nó bự lên hả. Các bạn chị sẽ thấy ở đây là nó có nè, mình đọc câu này đi. C trong sờ chôm à, C trong sờ chôm, đọc là C trong là này, đọc là C trong nè, C trong sờ chôm mình. Quang hoa môn sa cờ rì e. Tại vì cái tiệm sách Sơ Chon á, nó có nằm ở gì, nó nằm ở cái ngã tư của cái quang hoa môn à, đúng không? Mình nhìn vô đây đấy, mình tìm đi này, xe trong xa chôm nè, nằm đây phải nằm ở ngã tư không có gì các bạn đó, nó là ngã tư thì mình tính coi như ngã tư rồi. Vậy câu này là đúng rồi các bạn ha. Xích chân giấc kỳ sơ nè rơ sơ nam tè môn chúc vào đồ chú cơ đơ ca giá hầm mì tà. Không, mình đây là điểm xuất phát anh chị, qua điểm xuất phát này mua từ điển thì mình mua hình như là ở gì, ở nhà sách này. Bây giờ mình bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ cái xích chân giấc kỳ sơ, xích chân này đây, chân giấc kỳ sơ nè rơ sơ nam tè môn, nam tè môn này đông nè, đông này đâu thì ngược lại là đông nam đúng không, gì mà đông mình đi ngược lại ha, ngược lại đúng không nè. Nam tây môn tức là từ cái xích chân giấc này, xích chân giấc anh chị, và xích chân đây xích chân giấc đi đến nam tây môn là đi ngược hướng này, thì đâu gặp nhà sách đâu, vào nhìn như là biết luôn, đi về đây ngược đây thì làm sao mình đi tìm được cái nhà sách nổi. Vậy câu này là sai anh chị các bạn ha. Tiếp theo tông tây môn giấc ấy sợ, tông tây môn giấc nè, tông tây môn nè á, giấc ấy sợ ô hô sơn ở đâu ca đa thăm đi thà, đem đi gì đi cái đi đi đường số 5, đi đường số 5, đi đường tàu điện ngầm số 5. Người ta xem sao mà đi được tàu điện ngầm số 5, ở đây là đường đường khác rồi đúng không, có gì qua này ha, trong đó ô ca là trong tông tây môn nè. Đây tông tây môn đúng không, tông tây môn giấc nè, đây tông tây môn giấc nè, thấy chưa, tông tây môn giấc ở sơ từ cái này ha, đi vào thà đi vô đây tên đi mất tiêu rồi. Tông tây môn mình nhìn bên đây cái ở đâu cái gì mà ha, ngược với nam thì là tận đông thôi các anh chị các bạn ha. Thì đó tức tức là cái này nó cũng sai luôn các anh chị các bạn ha. Quang hoa môn giấc ở sơ nè đi nhớ sợ cho mi các cặp sinh người ta. Nếu ở đây mình xuống mình xuống thì hiển nhiên nó sẽ gần cái tiệm sách, thì câu này vẫn
Có nghĩa là đúng rồi chị các bạn ha. Vậy đó. Thì nội dung cách gì các bạn cũng hiểu rồi ha. Thì đây hai cái này là biểu đồ thực tế ở trên phía dưới này là dưới lòng đất, còn này phía trên. Chúng ta sẽ làm vậy ha. Tiếp cái phần bài đọc này thì tôi cũng sẽ mua mượn cuốn sách này nói, tại vì cái trình này thì mình không được nó có bản quyền, cho nên tôi sẽ đọc cho mở lên thì rất rõ các bạn ha. Ở đây mình đi đây. Cho nên ở chơi giác sốc chỉ cả này nếu chờ sơ với sự rừng tha chi ở khổ chắc chỉ đâu giác sốc chẳng sửa cả gì cả xin mì ta hạ chế mang thời gian chỉ cả này dễ sơ kỳ đi nó mù mắc kết xin mì ta cơ rừng đế bất sự cả ta nên nên kỳ đinh mắc kỳ chỉ ở nát xin mì ta Hàn Quốc em nên bất sự trần dông thổ đồ cả ít sơ sơ cha cả mà ni mắc kỳ nên chỉ cả này nên bất sự cả taxi của ta nên ba đồng mì ta cơ sơ cho nên chun thẻ cân chỉ cả này nên bất sự là chỉ là chờ đến dòng hà cố mì ta. Đây là câu chuyện xảy ra với bằng người ngày hôm qua ha. Thì mình đọc có thể thì có thể quá khứ nha chị bạn ha. Sao đọc cái này xong thì bây giờ mình đọc câu hỏi vậy đi. Apuro hình xin nên chun thẻ cân chỉ cả này nên bất sự đình thanh gồm người ta đúng hay sai đấy, đọc đây nghe chăng thế cần tại sao trở nên chun thể cần si gà nè bất sự na chia hạt cho rin thì dòng hà đồ hàm người ta có ý định sao, quyết định là sẽ sử dụng xe buýt hoặc là xe tàu điện ngầm để đi đi làm ha các chị các bạn. Thì các bạn thấy là đi lưu câu này là đúng, trả lời luôn ngay tức thì mình mới vừa đọc xong cái âm là mình trả lời nghe đúng đúng không đó. Có như bây giờ câu thứ hai cho xì harmony ke cha di rin yang bo han a che si rin i he han su op su mi da tuấn thì đi xe là không không thể hiểu được tại sao gì cái ông thanh niên này á, ông nhường nhường cho nhường ghế cho bà lão ha cho bà lão hay là người già. Thì đây mình thấy thế nào nè, thấy có đúng không các chị các bạn à. Không hiểu được lý do là không hiểu được lý do, nhưng mà sau khi hanmer là harabuji mommy phun phun han salam akiren kha chin salam ek cha riden yang mo han ta nen ka sin arasmida đã biết rồi, đã biết luôn à a chin we cha di sa ira nasin kayo cho nên na chung e han kup salam to di nai ka manen harmony harabuji mommy bom chen han salam akiden ka chin salam ke chariden yang bo han da nen ke sin arasmida. Cho nên câu này đúng không chị Hòa? Đó, mình chỉ đọc như là đủ rồi. Mình chế xì nên hưng xì linh in chích mà na sơ nan tha công vô nê nức chi anasumida sao mình chế xì thì đã gặp bà Hưng sớm và bà đã ra cái gì à buổi gì bà đã không trễ buổi công diễn à buổi đi xem buổi công diễn. Thì ra mình ở đâu mình đọc ở đây, mình đọc câu cuối, câu đầu câu cuối đi, đọc cuối đi. Cơ thân đeo uy nên cứ cần trời sơ y ship buồn tòm an Seoul công dân trang ấn mất cha cha xin mì đà China ca nên xà là mê kê mù rơ bò mù rơ sơ cha cha chì man công dân chỉ cả nê chầm nít chất xin mì đà. Cái này hiển nhiên mình đánh nghe là sai luôn, tức là vừa cái gì vừa cái điều gì đó mà mình không cái này là không không hiểu đánh đúng là đúng, này đánh sai với đúng, tại vì không hiểu nhưng thực chất là đã hiểu cho nên này câu này sai luôn các chị các bạn. Hai câu này sai và câu này đúng thì không cần phải đọc hết đoạn văn hay gì các anh chị các bạn. Và tôi nghĩ cái bài này rất là giải, các chị các bạn có thể đọc và dễ hiểu đó hả, thực chất là rất là dễ cho nên tôi sẽ không có đề cập đến à. Tiếp theo là tới phần phần này tôi cũng sẽ đọc cho các chị các bạn nghe ha. Bài dưới đây là đoạn văn hướng dẫn địa điểm hội thảo. Anh Hàn Quốc chắc chơi sờ nên giờ là buồn người Hàn Quốc và sinh nhật gần bây giờ chun suy nên trả đi đến mà anh rất sự mì đà Uri hắc kiểu hắc sang từ đi mô tôi mùi giờ sớ Hà nà cả tên suy nên trả đi mì đà
여러분은 한국어 능력은 모두 보여주세요. 한국어로 부른 노래, 한국의 전통춤, 한국어로 하는 연극 등 여러분이 할 수 있는 것은 친구들에게 모두 보여줍시다. 보여줍시다. 해. Đó thì bài này nó là vậy ha. Cho nên là bài này học về giao thông hỏi đường, nhưng mình phải đọc cái bài này nhiều lần. Như tôi thì tôi nghĩ là những từ vựng trong đây không có gì khó đối với các bạn ha. Nên các bạn anh chị có thể, tôi đọc rồi đó, các anh chị các bạn ocean đến kia, con đường đi đến ha. Thì mình sẽ ở đây mình thảo luận là con đường để mình tìm cách mình đọc được bài này, mình hiểu bài này ha các anh chị các bạn ha. Thì phần đọc của bài về giao thông tới đây là quên lộn ha, mình bấm vào đây, tới đây là kết thúc. Thì bước qua phần lý thuyết anh chị các bạn, ở đây chúng ta sẽ xem bức tranh, sẽ xem cái bức tranh dưới rồi viết bằng tiếng Hàn các anh chị các bạn ha. Thì các chị bạn thấy ở đây là gì đi, ngã ba là gì, samkri, cái tư là sakri thôi. Đèn giao thông mình gọi là gì, xin hô từng. Rồi xe lửa đi qua mình gọi là gì, kanan mok ha, kanan mok ha. Rồi lối qua đường mà mọi người thường đi qua đường, huynh tang bô tô, huynh tang bô tô các chị các bạn ha. Tiếp theo góc đường gọi là mô thung y, mô thung y. Cửa ra gọi là chun ku, chun chun ku ha. Rẽ trái mình gọi là gì, chua hê chân ha ta, chua chua các chị mày. Số 7 là chua chua hê chân về chân ha ta. Rẽ phải là thường là gì, rẽ phải là mình nói là gì, u hê chân ha ta, u về chân hà ta, u turn hà ta, u turn hà ta là có nghĩa là quay đầu, u turn hà ta, u turn hà ta ha các chị các bạn. Hãy sử dụng từ cô a sơ để nói các câu dưới đây thì đơn giản thôi, mình luyện thì mình nói gì, mình cách mình đặt thành câu để cho nó dễ. Hàng có quay cầm thì tà, hàng có quay sơ cầm mùa hàm tà thì nó nghe mắc hay. Đặt thành câu là hàng có quay ca sơ cầm mùa hàm mì tà. Cấp số phai anh cha sơ sơ nữa, check in bồ mì tà. Chủ mà đây chân sô hè sơ bà lê rinh hàm mì tà. Chân gù rinh đây đây. Tổng sen in cha sơ cho nên xúc chê hàm mì thà. Thì những cái đó là những cái cách viết để mình kết hợp mà sử dụng ngữ pháp dùng bài bài phần đầu mình đã học ngữ pháp với anh chị các bạn, chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta đặt thành câu viết cho nó hay. Thì đó, ví dụ nè, Hàn Quốc quê sụt tổ nên sô ri mì thà, mình viết cái này nó không hay lắm, mình đọc là gì, Hàn Quốc quê sụt tổ nên sô ri chi yo, hỏi xác nhận ha, đây là câu hỏi xác nhận với bạn Hàn Quốc. Sô ri chi yo, i chi yo. Kimchi và taekwondo ga yumyeong hachiyo, hachiyo các chị các bạn ha. Rồi, hãy dịch các câu này sao sang tiếng Hàn, Hàn Quốc. Đó là ngân hàng Hàn Quốc phải không nè? Bây giờ mình trả lời là gì? Mình dịch là gì? Đó. Cơ kỳ cả Hàn Quốc ngân hàng Ichiyo, Ichiyo nhớ nghe Ichiyo. Cơ kỳ cả Hàn Quốc ngân hàng Ichiyo. Phải đi như thế nào để đến đó nhỉ? Mà sao cơ kỳ cả chi ở tất kỳ cả gia tuệ Ichiyo. Câu nói hay ha. Hãy qua đường rồi đi thẳng, mà nói sao là sao? Khi đến gần nó sơ tốc bộ đồ cả xe yo. Hãy chuyển sang đường số 1 ở ga sau, đường số 1 ở ga sau. Mình nói sao? Ta âm giấc cái số Inhosanero Karataseyo Karataseyo các anh chị các bạn ha. Rồi, thì những điều đó mình sẽ có thể viết thành một cái. Hãy biết cách đi đến siêu thị hoặc chợ gần nhà theo mẫu dưới đây. Thì mẫu
mẫu người hàng ta viết là gì? Ship up, quên mất rồi sao? Bên chút cơ đồ cầm mì ra. Ship matter, chùm chút cầm nhớ. Chắc kinh, xong cơ đi cá, nào mì ta. Cơ kia vậy sao? Ô lên chút cơ đồ cầm nhớ. Ô lên chút tù bên chê, cơ mô nữ. In chân nghệ, super car, ít chùm mì ta. Ồ, thì đó cái này mình mô tả con đường đi đi lên đó thôi, các anh chị các bạn nhớ quẹo trái quẹo phải vậy. Rồi bước tới tòa nhà thứ hai thứ ba thì đó đấy là những nội dung của này để mình có thể luyện mình viết một cái bài viết cụ thể rồi mô tả còn nơi mình đến anh chị các bạn. Rồi và tiếp theo là phần luyện viết này này tôi sẽ không có phần này để cho các anh chị các bạn phải đưa vô nhưng mà về dựa vào bảng trên hãy hoàn thành lòng văn bên dưới là gì bạn này Honoshi nè ô nên giáp xúc chẳng số nên hàng cốt xích tặng y vậy o hàng hàm hắc chưa ai sợ hàng cốt xích tặng cái gì chị hà chân lo ô sẹo mình chơi hắc chưa áp chị hà chân giấc cái sợ à vậy là chị hà chân giấc cái sợ sao sa hô sợ nên thả sẹo đấy cái này mình đưa xuống đây Krigo sa tăng giấc cái sợ sa tăng giấc cái sợ sao y hô sơn đồ đây y hô sơn đồ kara tha xe ố năm căn nam giấc cái sở nê rơ cá sở mình đó là gì nê rơ sở không nê rơ sở cái nữa cái gì khơi đi gô xích tăng giấc cái sở đây đây căn nam giấc cái sở nê rơ sở Iban chun ku ro nào seo à kromyan baro ape à win tang bô tô ca is nào thế là mình sao à win tang bô tô rin kần nơ sơ ô rin chốc bô rô ôm nhận à wen chốc mô thùng y yeo à yak cúc y is wen chốc à có mốc vào đâu tôi được mà tôi là cố à đúng không giác số gì giác cúc gì sao giác cúc anh sao con mốc từ đâu nhá từ đâu vô nè từ đâu vô à đâu từ đâu miền nè à giác cúc ấy từ đâu miền cúc cả kỳ quá nô đề bằng xài dễ đây cà kê quá nô đề bằng xài dễ hàn quốc sẽ tăng ít xèo krom cứ tè bói ổ đến đó là gặp nhau ăn nhà hàng ha thì đó là phần viết ha bước qua phần văn hóa Hàn Quốc thì chúng ta ở đây các bạn anh chị có thể là khi sống ở nước ngoài công việc quan trọng là phải rõ cái biển báo giao thông của Hàn Quốc thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thì trên mạng rất là đầy chúng ta có thể bấm lên trên Google sẽ có nhiều bài liên quan nói liên quan về biển báo Hàn Quốc mà chúng ta có thể biết ha có nhiều biển báo dựng trải theo lối ga tàu điện ngầm là trong đó có màu sắc nè và số thể hiện ở số tuyến là chữ số ở giữa thể hiện chữ ga còn chữ số ở dưới thể hiện cửa ra vào cửa ga đó thì cái này thực tế là mọi người có thể đi một lần là mọi người sẽ thấy thì nó cũng không có gì khó ha chứ là mình phải học những từ vựng rồi mình hiểu nó từ vựng nó như thế nào rồi thì câu chuyện nó cũng dễ dàng đó chị các bạn ha rồi tới đây là bài học cũng kết thúc cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.